Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Quang Tân, hiện công tác tại trường Trung học cơ sở Đức Hợp, huyện Kim Động. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em một nội dung tiếp theo của đường tròn. Trước khi vào nội dung bài mới, thầy cùng các em ôn tập lại hai kiến thức về đường tròn đã học ở tiết trước. Mời các em quan sát. Đây là hình ảnh của đường tròn tâm O bán kính R. Chúng ta được học hai công thức. Công thức thứ nhất, tính độ dài đường tròn C bằng 2πr hoặc bằng πd, trong đó d bằng 2nr. Công thức thứ hai, L bằng πrn trên 180. Các em đã biết, trong công thức toán học, vật lý hay hóa học thì điều rất quan trọng là các em phải giải thích được các ký hiệu trong công thức. Cụ thể, chữ C là độ dài hay còn gọi là chu vi đường tròn bán kính R. R là bán kính đường tròn, D là đường kính của đường tròn, L là độ dài cung tròn n độ và ký hiệu số pi bằng 3,14. Vậy vừa rồi chúng ta đã học lại hai công thức về đường tròn. Hôm nay thầy sẽ giúp các em học thêm một nội dung tiếp theo về đường tròn nữa. Đó là gì? Diện tích hình tròn, hình quạt tròn và luyện tập. Chúng ta nghiên cứu phần thứ nhất. Công thức tính diện tích hình tròn. Trước hết các em cần phân biệt cho thầy giữa đường tròn và hình tròn. Mời các em quan sát. Đây là đường tròn tâm O bán kính R. Chúng ta tiếp tục quan sát. Thầy tô màu cho toàn bộ miền trong của đường tròn. Ta có hình tròn tâm O bán kính R. Ở lớp 5 các em đã học cách tính diện tích hình tròn này rồi. Khi đó diện tích hình tròn được tính bằng 3,14 nhân R nhân R. Chúng ta lại biết 3,14 là giá trị gần đúng của số pi. R nhân R được viết gọn thành bình phương của bán kính. Vậy chúng ta có tổng quát công thức là S bằng pi R bình. Thầy giáo đặt là công thức số 1. Chúng ta lại biết đường kính thì gấp 2 lần bán kính, tức là bán kính bằng một nửa đường kính. Từ đó chúng ta có công thức số 2, S bằng πd bình phương trên 4. Trong đó, diện tích hình tròn là chữ S, chữ R là bán kính hình tròn, D là đường kính của hình tròn và D bằng 2R và số pi. Thầy giáo dành cho các em thời gian để các em hoàn thiện nội dung này vào vở. Vận dụng các công thức trên, thầy và các em cùng làm bài toán sau. Bài toán có hai ý. Ý thứ nhất, tính diện tích hình tròn có bán kính 6 cm. Ý thứ hai, tính diện tích hình tròn có đường kính 10 cm. Thầy phân tích bài toán. Ở câu A, hình tròn có bán kính 6. Các em quan sát. Chúng ta đã biết bán kính rồi. Chúng ta sử dụng công thức S bằng pi R bình và được thay số. Pi nhân 6 bình bằng 36 pi cm vuông. Tương tự ở câu B, hình tròn có đường kính là 10 cm. Vậy chúng ta sẽ sử dụng công thức S bằng pi D bình phương trên 4 và được thay số. Pi nhân 10 bình trên 4, kết quả là 25 pi cm vuông. Các em tranh thủ hoàn thiện nội dung bài toán này vào vở. Thông qua bài toán này, chúng ta biết muốn tính diện tích hình tròn hoặc chúng ta phải biết bán kính. Hoặc chúng ta phải biết đường kính của hình tròn đó. Và ngược lại, nếu cho biết diện tích của một hình tròn, các em cũng phải tính được ngay bán kính và đường kính của hình tròn đó.
Vậy hình tròn chúng ta biết cách tính diện tích rồi. Vấn đề đặt ra là một phần hình tròn thì chúng ta sẽ tính như thế nào? Mời các em chuyển sang nội dung phần thứ hai. Hai nhỏ cách tính diện tích hình quả tròn. Mời các em quan sát. Đây là hình tròn tâm O bán kính R. Vậy thì hình quả tròn là hình như thế nào? Chúng ta tiếp tục quan sát. Các em nhìn thấy phần hình tròn được tô màu O A, B được gọi là một hình quạt tròn tâm O bán kính R và số đo cung là N độ. Vậy thầy giáo lưu định nghĩa về hình quạt tròn để các em cùng chú ý. Hình quạt tròn là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tính được diện tích của hình quạt tròn trên? Thầy mời các em cùng làm bài toán sau. Bài toán, điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống. Bài toán có 4 ý. Ý thứ nhất, hình tròn bán kính R ứng với cung 360 độ có diện tích là, thầy giáo đặt là số 1. Ý thứ hai, hình quạt tròn bán kính R ứng với cung 1 độ có diện tích là, thầy giáo đặt là số 2. Ý thứ ba, hình quạt tròn bán kính R ứng với cung 2 độ có diện tích là, thầy giáo đặt là số 3. Và cuối cùng, hình quạt tròn bán kính R ứng với cung L độ có diện tích là, thầy giáo đặt là số 4. Các em suy nghĩ một lát để tìm biểu thức thích hợp điền vào các vị trí 1, 2, 3, 4 theo yêu cầu của bài toán. Chắc đến đây các em đã có đáp số rồi. Chúng ta cùng hoàn thiện nội dung bài toán này. Ở ý thứ nhất, hình quạt tròn bán kính R ứng với cung 360 độ có diện tích là, có phải là cả hình tròn không các em? Đúng rồi. Vậy chúng ta biết diện tích hình tròn rồi. Vậy biểu thức số 1 được thay là pi R bình. Ở ý thứ hai, hình quạt tròn bán kính R cung 1 độ có diện tích là, cả hình tròn là cung 360 độ. Vậy thì hình quạt tròn có cung 1 độ, tức là hình tròn đó được chia làm 360 phần. Vậy thì mỗi phần sẽ có diện tích là số 2 được điền pi R bình trên 360. Ở ý thứ 3, hình quạt tròn bán kính R cung 2 độ có diện tích là, cung 2 độ có phải là gấp 2 lần cung 1 độ không? Vậy thì số 3 chúng ta sẽ điền là pi R bình trên 360 nhân 2. Một cách tổng quát, hình quạt tròn bán kính R cung L độ có diện tích là, ý số 4, chúng ta sẽ điền là pi R bình trên 360 nhân N. Thông qua bài toán này, chúng ta đã tìm ra cách tính diện tích hình quạt tròn rồi. Diện tích hình quạt tròn S bằng pi R bình nhân N trên 360. Trong đó, ký hiệu SQ là diện tích hình quạt tròn bán kính R. N độ là số đo cung tròn. R là bán kính của hình tròn và số pi quen thuộc. Vậy thì để tính được diện tích của một hình quạt tròn, chúng ta cần biết bán kính R hoặc số đo cung. Chúng ta lại tiếp tục nhớ lại công thức tính độ dài cung tròn L bằng pi RN trên 180. Chúng ta nhìn hai biểu thức này, pi R bình N trên 360 với pi RL trên 180. Chúng khá tương đồng đúng không? Chúng ta cùng quan sát thấy biến đổi như sau. Diện tích hình quạt pi R bình nhân N trên 360 được biến đổi thành pi RN trên 180 nhân với R trên 2. Các em quan sát. Biểu thức pi RN trên 180 chính là độ dài cung tròn. Vậy kết quả sẽ là L nhân R trên 2. Từ đó chúng ta có công thức thứ hai. Đó là diện tích hình quạt được tính theo công thức lấy độ dài cung tròn nhân bán kính trên 2. Thầy giáo bổ sung phần giải thích.
Chữ L là độ dài cung tròn N độ. Các em tranh thủ hoàn thiện hai công thức này vào vở. Vận dụng công thức tính diện tích hình quạt tròn, các em cùng làm một bài toán sau. Bài toán: tính diện tích hình quạt tròn có bán kính 6 cm, số đo cung là 36 độ. Các em thấy đề bài cho gì? Cho bán kính 6, cho số đo cung tròn 36 độ, tức là cho chữ R và chữ N. Chúng ta thực hiện lời giải bài toán này. Theo đề bài ta biết R bằng 6 cm và N độ bằng 36 độ. Khi đó ta sử dụng công thức Pi R bình phương nhân N trên 360. Và được thay số Pi nhân 6 bình nhân 36 trên 360. Và kết quả thu gọn là 18/5 Pi cm vuông. Các em tranh thủ hoàn thiện nội dung bài toán này vào vở. Với kiến thức nội dung hôm nay, chúng ta được nghiên cứu hai công thức về hình tròn, đó là công thức tính diện tích hình tròn và cách tính diện tích hình quạt tròn. Thầy sẽ đi tổng kết nội dung bài này và bài trước nhé. Tổng kết các công thức về đường tròn và hình tròn. Đối với đường tròn tâm O bán kính R, chúng ta quan sát. Chúng ta học hai công thức. Công thức thứ nhất, tính độ dài cung tròn L bằng PR N trên 180 và tính độ dài đường tròn C bằng 2PR hoặc bằng PD, trong đó D bằng 2R. Còn đối với hình tròn tâm O bán kính R, chúng ta cũng được học hai công thức. Công thức tính diện tích hình tròn S bằng PR bình hoặc bằng PD bình trên 4. Công thức thứ hai, tính diện tích hình quạt SQ bằng PR bình nhân N trên 360 hay SQ bằng L nhân R trên 2. Thầy cũng lưu ý các em. Các em rất hay bị nhầm lẫn giữa hai công thức, đó là công thức tính độ dài đường tròn C bằng 2PR và công thức tính diện tích hình tròn S bằng PR bình. Các em cần lưu ý. Điều thứ hai thầy giáo lưu ý các em là do con số 180 và 360 nó vô cùng quen thuộc với chúng ta, nên rất hay có chuyện các em thay, khi tính độ dài cung tròn, chúng ta thay độ vào đây. Và tính diện tích hình quạt tròn, chúng ta thay độ vào đây. Lưu ý chúng ta không được thay độ vào đó. Các em tranh thủ hoàn thiện hai nội dung này. Vận dụng kiến thức đã học của buổi hôm nay và hôm trước, thầy và các em cùng đi làm phần luyện tập. Luyện tập. Bài thứ nhất, chân một đống cát đổ trên mặt phẳng lẻn nằm ngang là một hình tròn có chu vi 12 mét. Hỏi chân đống cát đó chiếm diện tích là bao nhiêu mét vuông? Thầy giáo sẽ phân tích bài toán. Chúng ta cùng quan sát một hình thực tế của một đống cát minh họa cho bài tập trên. Bài toán yêu cầu là tính diện tích phần chân đống cát, có nghĩa là tính diện tích hình tròn, đúng không? Công thức tính diện tích hình tròn S bằng PR bình. Vậy muốn tính diện tích hình tròn, các em cần tìm gì nào? Tìm bán kính, đúng không ạ? Thế bán kính hình tròn thì được lấy ở đâu? Các em để ý dữ liệu của bài toán. Chu vi 12 mét. Mà chu vi chúng ta biết cách tính rồi. C bằng 2πr. Chúng ta có đầy đủ dữ liệu ở giả thiết.
Vậy là dựa vào sơ đồ phân tích này, các em có thể hoàn thiện lời giải bài toán này được không? Sau đây thầy hoàn thiện lời giải bài toán. Theo đề bài, chu vi đường tròn chân đống cát là 12 mét. Khi đó ta có 12 bằng 2pi r. Từ đó suy ra r bằng 12 phần 2pi. Và kết quả thu gọn là 6 phần pi mét. Đã biết bán kính rồi, chúng ta sử dụng công thức S bằng pi r bình. Thay số được kết quả là 36 phần pi mét vuông. Từ đó chúng ta trả lời, vậy chân đống cát chiếm diện tích là 36 phần pi mét vuông. Với pi xấp xỉ là 3,14 nên có kết quả tương ứng là xấp xỉ 11,46 mét vuông. Các em tranh thủ hoàn thiện nội dung bài toán này vào vở. Chúng ta lại quay lại quan sát hình đống cát trên thực tế. Hình ảnh đống cát trên thực tế sau này là một hình ảnh, là một khối hình không gian mà các em sẽ được nghiên cứu ở nội dung chương sau. Và thông qua bài toán này, thầy cũng muốn nhắc nhở các em khi tham gia giao thông. Ở ven đường có những nhà người ta đang xây dựng. Chúng ta lưu ý, họ hay đổ nguyên vật liệu ra đường và chưa kịp dọn. Đến gần đó, các em nên giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu nội dung bài toán số 2. Bài 2. Cho một hình vuông có cạnh là 4 cm. Câu A. Tính diện tích, thầy giáo đặt là S1 của hình tròn lội tiếp hình vuông đó. Câu B. Tính diện tích, thầy giáo đặt là S2 của hình tròn ngoại tiếp hình vuông đó. Chúng ta phân tích bài toán. Các em quan sát. Đây là hình vuông ABCD. Cạnh 4 cm. Chúng ta đã biết đường tròn lội tiếp hình vuông ở bài trước nữa tương tự như vậy. Chúng ta tiếp tục quan sát. Đây là hình tròn tâm O, bán kính R, thầy giáo đặt là R nhỏ, là hình tròn tiếp xúc với 4 cạnh của hình vuông, nên cũng có tên gọi là hình tròn lội tiếp hình vuông. Vậy để tính được diện tích hình tròn này, các em cần tính được bán kính R. Chúng ta lại biết R bằng A trên 2, trong đó A là cạnh của hình vuông. Khi đó thay số, kết quả bằng 2 cm. Từ đó ta sử dụng công thức tính diện tích S bằng pi R bình. Kết quả thay số là 4 pi cm2. Chúng ta có đáp án câu A, diện tích S1 bằng 4 pi cm2. Các em tranh thủ hoàn thiện nội dung phần A này vào vở. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu tiếp phần B. Hình tròn ngoại tiếp hình vuông là hình tròn như thế nào? Thì tương tự như đường tròn ngoại tiếp hình vuông, chúng ta có hình tròn tâm O, bán kính R, đi qua 4 đỉnh của hình vuông ABCD nên được gọi là hình tròn ngoại tiếp hình vuông. Vậy để tính được diện tích hình tròn này, các em có thể tính bán kính R hoặc tính đường kính D. Thầy giáo gợi ý. Lối OVA gọi D, trong đó D bằng AD, là đường chéo của hình vuông và D cũng chính là đường kính của hình tròn ngoại tiếp hình vuông. Vậy tính D theo kiến thức đã học ở năm lớp 7 về định lý Pythagore, chúng ta hoàn toàn tính được ngay. Theo định lý Pythagore, D bằng căn bậc 2 của 4 bình cộng 4 bình. Đây là tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Và kết quả 4 căn 2 cm. Và khi biết đường kính của hình tròn rồi, chúng ta sử dụng công thức pi d bình trên 4. Thay số,
Pi nhân 4 căn 2 tất cả bình trên 4. Và kết quả là 8 pi cm vuông. Vậy chúng ta trả lời được câu B. Diện tích S2 bằng 8 pi cm vuông. Chúng ta lại quan sát tiếp. Quan hệ của hai bán kính đường tròn hình tròn tâm O bán kính R và hình tròn tâm O bán kính R lớn. Chúng ta lưu ý công thức R lớn bằng căn 2 lần R nhỏ. Công thức này chúng ta cũng rất dễ dàng tính được bằng định lý Pythagore. Và như thế chúng ta có thể tính được diện tích S2, tức là hình tròn ngoại tiếp bình vuông theo bán kính R lớn. Và đây cũng là một công thức mà các em cũng rất hay gặp trong phần thi trắc nghiệm ở các đề thi. Và các em phải chú ý. Và hai hình tròn này là hai hình tròn đồng tâm. Và các em chuyển sang nội dung bài số 3. Cho hình quạt tròn OAB có diện tích bằng 10,6cm vuông. Bán kính hình quạt tròn bằng 4cm. Tính độ dài cung tròn AB của hình quạt. Thầy sẽ phân tích bài toán này cùng các em. Các em quan sát, đây là hình quạt tròn OAB. Với bán kính là 4cm. Và diện tích là 10,6cm vuông. Bài toán yêu cầu là tính độ dài cung AB. Tức là tính L. Các em có nhớ các công thức mà liên quan đến L không? À, chúng ta có công thức thứ nhất liên quan đến độ dài cung. L bằng PRN trên 180. Và công thức thứ hai liên quan đến độ dài cung là diện tích hình quạt bằng L nhân R trên 2. Ở công thức thứ nhất này, chúng ta thấy đã đủ dữ liệu để giải nó chưa nhỉ? À, chúng ta phát hiện thấy thiếu số đo cung tròn. Thế còn ở công thức số 2, chúng ta biết diện tích hình quạt tròn, tức là biết SQ. Lại biết bán kính, tức là biết R. Vậy là ở công thức số 2 có hết trong giả thiết. Khi đó chúng ta lựa chọn công thức số 2 để tìm được độ dài cung. Và dựa vào sơ đồ phân tích này, chúng ta cùng hoàn thiện lời giải bài toán. Theo đề bài, SQ là 10,6cm vuông, R là 4cm. Khi đó sử dụng công thức SQ bằng L nhân R trên 2. Từ đó chúng ta suy ra được L bằng 2 lần SQ chia R. Kết quả thay số là 2 nhân 10,6 trên 4 và đáp số là 5,3cm. Từ đó ta trả lời, vậy độ dài cung tròn AB của hình quạt sẽ là 5,3cm. Các em tranh thủ hoàn thiện nội dung bài tập này vào vở. Chúng ta vừa hoàn thiện xong nội dung luyện tập. Thầy mời các em sang nội dung tiếp theo. Đó là bài tập tự luyện. Chúng ta quan sát bài số 1. Điền vào chỗ trống trong bảng sau. Yêu cầu làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Ở bài toán này thì bảng có chia làm 5 cột. Cột thứ nhất, bán kính đường tròn. Ký hiệu là chữ R. Cột thứ hai, độ dài đường tròn. Ký hiệu là chữ C. Cột thứ ba, diện tích hình tròn. Ký hiệu là chữ S. Cột thứ tư, số đo của cung tròn. N độ. Và cột cuối cùng là diện tích hình quạt tròn cung L độ. Với các số đã cho ở trong các ô, những ô trống là nhiệm vụ của chúng ta phải điền. Thầy giáo gợi ý. Ví dụ, khi cho độ dài cung là 13,2cm, thì tương tự như bài tập số 1 phần luyện tập, chúng ta hoàn toàn tính được ngay bán kính của đường tròn đó. Rồi từ đó tính được diện tích của hình tròn. Các câu còn lại các em về nhà hoàn thiện. Nội dung bài số 2. Diện tích hình tròn và độ dài cung tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu? Câu A. Bán kính hình tròn tăng gấp đôi hoặc giảm một nửa. Câu B. Bán kính hình tròn tăng gấp K lần với K lớn hơn 1 hoặc giảm đi K lần. Ở bài toán này thầy giáo cũng gợi ý ngay.
Chúng ta biết diện tích hình tròn có công thức rồi và độ dài đường tròn cũng có công thức rồi. Nên chúng ta dễ dàng có thể trả lời được ngay nội dung câu A và câu B. Chúng ta tiếp tục ở bài toán số 3. Bài toán số 3 là một bài toán thực tế. Một mảnh vườn hình chữ nhật ABCD có AB bằng 30m, AD bằng 20m. Chú Đức muốn lắp hai vòi tưới nước tự động có góc phun 90 độ cho vườn ở hai góc vườn AB như hình. Các em quan sát hình. Đây là hình mảnh vườn ABCD. Ở cửa hàng có 3 loại vòi tưới. Loại 1 bán kính 10m, giá 100.000 đồng trên một vòi. Loại 2 bán kính tưới là 15m, giá 120.000 đồng trên vòi. Loại 3 bán kính tưới là 20m, giá 130.000 đồng trên vòi. Câu hỏi của bài toán: em hãy chọn hai vòi tưới nước giúp chú Đức sao cho khi lắp vào hai vị trí AB của góc vườn sẽ tưới được diện tích lớn nhất mà không lãng phí nước. Thầy giáo lưu ý yêu cầu là diện tích tưới là lớn nhất mà không lãng phí nước. Sau đó tính số tiền mua hai vòi tưới đó. Thầy giáo gợi ý nội dung bài 3. Bài 3 yêu cầu là chọn hai vòi trong ba loại vòi trên. Có bao nhiêu cách chọn đấy nhỉ? Có phải là 6 cách chọn không? Thầy giáo sẽ lựa chọn hộ các bạn một cách nhé. Chẳng hạn, thầy giáo chọn hai vòi tưới cùng bán kính tưới là 15m đặt ở hai vị trí AB của góc vườn theo yêu cầu. Khi đó, chúng ta có hai hình quạt tròn bán kính 15 và số đo cung là 90 độ. Chúng ta tính được ngay diện tích tưới khi đó sẽ là pi nhân 15 bình nhân 90 trên 360, nhưng vì hai diện tích tưới này như nhau nên diện tích tăng gấp đôi. Kết quả là 112,5 pi mét vuông. Và khi đó chúng ta cũng tính được ngay số tiền để mua hai vòi tưới đó là 240.000 đồng. Chúng ta thử cách số 2 nhé. Nếu thầy giáo chọn một vòi tưới có bán kính tưới là 20m và một vòi tưới có bán kính tưới là 10m đặt ở hai góc vườn AB như hình vẽ. Khi đó chúng ta cũng tính được ngay diện tích tưới sẽ là pi nhân 20 bình nhân 90 trên 360 cộng với pi nhân 10 bình nhân 90 trên 360. Và kết quả sẽ là 125 pi mét vuông. Từ đó chúng ta cũng thể tính được ngay số tiền mua hai vòi tưới đó là 230.000 đồng. Các cách còn lại tương tự như vậy, các em về nhà hoàn thiện nốt. Và thầy cần lưu ý các em là diện tích tưới lớn nhất mà không lãng phí nước là yêu cầu chính của bài toán. Nội dung cuối cùng, các em về nhà hoàn thành 3 bài tập tự luyện vào vở, lập sơ đồ tổng kết nội dung chương 3 để giờ sau các em ôn tập. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Trước khi dừng lời, thầy xin nhắc nhở các em nghiêm túc học tập trên truyền hình cũng như học tập trực tuyến để có kết quả thi tốt nhất trong đợt thi sắp tới. Xin chào các em.